Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021 và 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Xin được gửi tới những người phụ nữ của chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc chị em phụ nữ có một ngày 20 tháng 10 nhiều ý nghĩa. Và trong chương trình thời sự sáng nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị khán giả, cùng với việc củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn là điểm tựa giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, được thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, giúp gia đình hội viên phụ nữ từng bước vươn lên trong cuộc sống. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh vận dụng và thực hiện sáng tạo, linh hoạt đến tận cơ sở. Giai đoạn 2016-2021, các cấp hội quản lý các nguồn vốn vay trên 916 tỷ đồng với hơn 23.000 thành viên vay, phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể, chính quyền địa phương và các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho phụ nữ, tư vấn hướng nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh. Về cái hoạt động giúp phụ nữ nghèo xóa đói giảm nghèo thì cái chỉ tiêu này đã đạt, thì đã có trên 1.000 hội viên phụ nữ được giúp thoát nghèo. Và chỉ tiêu này là chúng tôi đưa ra là mỗi cơ sở hàng năm là sẽ giúp được 2 hội viên phụ nữ thoát nghèo, thì chỉ tiêu này cũng đã đạt. Đến thăm mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình chị Lộc Thị Tuyển, hội viên phụ nữ bản Cào, xã Côn Minh, huyện A Rì, khi chị đang cắt cỏ voi về cho châu ăn. Theo chia sẻ của chị, được cán bộ phụ nữ xã hướng dẫn cách làm ăn, giúp chị tiếp cận vay 50 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội. Chị mua 2 con trâu, sửa lại chuồng trại, tận dụng đất rộng, chị trồng 5.000 m2 cỏ voi làm thức ăn cho gia súc. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng dịch nên đàn trâu sinh trưởng, phát triển. Hiện gia đình chị có 7 con trâu. Hội phụ nữ cũng vân mượn ngân hàng ở bên ngân chính sách để làm nuôi trâu để kinh tế. Lúc đầu thì cũng thấy chưa dám vay nhiều thì cũng thấy ít, nhưng mà bây giờ có trâu rồi thế này cũng 50 triệu cũng thấy ít, mức quá ít. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp hội đã chủ động phát động Ngày Phụ Nữ Khởi Nghiệp, tuyên truyền và động hội viên phụ nữ tham gia các hội thi về sáng tạo, khởi nghiệp do Trung ương hội và tỉnh tổ chức. Phối hợp tổ chức 26 lớp tập huấn kiến thức khởi sự và quản trị doanh nghiệp cho trên 1.300 phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và cách quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác do các cấp hội hỗ trợ thành lập, hướng dẫn cho các mô hình đăng ký, các sản phẩm lợi thế tham dự chương trình OCOP, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, đến nay tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chú trọng triển khai, đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, tương trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Những ngày này, bà con nông dân huyện Chợ Mới đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất kịp thời cho sản xuất vụ đông. Vụ mùa năm nay, huyện Chợ Mới gieo cấy được 1.690 ha lúa, đạt 101% kế hoạch, với các loại giống như Z02, Hưng Dân, Đài Thơm, Nhị Ưu 63, Tạp Gia 1, Nếp. Đây là những giống lúa có ưu điểm phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa vụ mùa năm nay ước đạt khoảng 48 tạ một hecta, sản lượng ước đạt 8.057 tấn, đạt 100% kế hoạch. Trước tình hình diễn biến thất thường của thời tiết, với phương châm xanh nhà hơn già đồng, quyết tâm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực, phương tiện máy móc gặt nhanh lúa đã chín, tránh mưa bão ảnh hưởng đến kết quả của mùa vụ. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Chợ Mới đã thu hoạch khoảng 30% diện tích. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, bà con nông dân sau khi thu hoạch xong lúa mùa cũng đã triển khai làm đất, gieo trồng cây màu vụ đông. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây, các hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Bể đã và đang từng bước ứng dụng khoa học công nghệ mới, xây dựng, phát triển các mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất nông sản tập trung, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nà Mèo là thôn có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất của xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, với khoảng 20 hecta. Những năm qua, việc phát triển các loại cây như cam, quýt, bưởi da xanh, hồng công hạt đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây.
Tuy nhiên do mạnh ai nấy làm, sản xuất không theo cùng một quy trình, đầu ra không ổn định, nên cũng đã xảy ra tình trạng được mùa mất giá, mất mùa, được giá. Nhận thấy việc tập hợp các hộ dân có sở thích trồng cây ăn quả thành một tập thể thống nhất để cùng sản xuất theo một quy trình, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm là cần thiết. Nên vào đầu năm 2021 này, Hợp tác xã Hoa Lộc Trời tại đây đã được thành lập. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã đăng ký sản phẩm cam sành đạt tiêu chuẩn OCOP và đã được huyện lựa chọn. Đây là một tín hiệu vui để các sản phẩm khác của Hợp tác xã tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng. Do nhu cầu của thị trường thì để vào thành hợp tác xã thì có để mình xây dựng lên được cái thương hiệu của hoa quả vào Việt Gáp ấy. OCOP mỗi xã một sản phẩm ấy, để hướng tới là ra thị trường thì mình có tem mác nhãn xuất truy xuất nguồn gốc của mình thì tiêu thụ mà bà con biết nhiều hơn về sản phẩm của mình. Để nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản, trong thời gian qua, nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Bể đã chú trọng đẩy mạnh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng cao, an toàn, liên kết theo chuỗi với sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đơn cử như tại Hợp tác xã Yến Dương, ngoài một số sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường như lúa nếp tài, miến rong đỏ, nhận thấy việc phát triển thêm các sản phẩm từ bí xanh thơm không những sẽ nâng cao được giá trị của loại quả này mà còn tạo được đầu ra ổn định cho người trồng. Nên Hợp tác xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu và chế biến ra sản phẩm trà bí thơm Ba Bể. Mặc dù mới sản xuất chưa lâu, nhưng đến nay, sản phẩm này đã được xác nhận là sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao. Mục tiêu của Hợp tác xã thì không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ sản phẩm tươi cho bà con, mà chúng tôi hướng đến việc đi sâu vào chế biến để giá trị của quả bí thơm ngày càng được nâng cao. Việc sản xuất thành công ra sản phẩm trà bí thơm là hướng đi lâu dài, từ đó tạo ra chuỗi liên kết chặt chẽ, gắn bó trong việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa hợp tác xã và người dân trên địa bàn. Đến nay, huyện Ba Bể đã thành lập được 32 hợp tác xã, trong đó có 25 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Toàn huyện cũng có gần 20 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, chủ yếu là các sản phẩm nông sản như cam sành, hồng công hạt, chè san tuyết, miến rong đỏ, bí xanh thơm, lạp sườn treo gác bếp, thịt trâu khô, trà giả cổ lam, chuối sấy dẻo. Đây là minh chứng cho nỗ lực của các hợp tác xã nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Thưa quý vị khán giả, tính đến ngày 15 tháng 10, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Bắc Nẵm đã xảy ra tại 5 trên 10 xã với số lượng lợn ốm chết 804 con. Đến nay, dịch vẫn còn có chiều hướng lây lan ra các xã chưa có dịch. Vì vậy, công tác phòng chống dịch vẫn còn khó khăn và cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xã Bằng Thành là xã đầu tiên của huyện Bắc Nẵm xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại thôn Nà Vài, Nà Lại, xã Bằng Thành vào ngày 8 tháng 8. Và công bố dịch vào ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên, do người dân trong vùng dịch khá chủ quan trong việc phòng chống dịch, không thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định, vân vân. Đến nay, sau hơn 2 tháng, dịch bệnh vẫn chưa dập được và lây lan sang 2 thôn khác. Nguyên nhân phát hiện thì cũng không rõ được từ đâu, chỉ bà con có xuất hiện lợn ốm thì báo cáo lên chính quyền thì chính quyền cử cán bộ chuyên môn với cán bộ chuyên môn của huyện vào kiểm tra. Lấy máu thì phát hiện là dịch tả lợn châu Phi. Về khó khăn công tác phòng dịch ở đây thì có những hộ gia đình thì cũng đã nhận thức được về cái mức độ lây lan của dịch bệnh rồi, nhưng mà tuy nhiên có một số hộ gia đình thì cũng chưa nhận thức được, thì đối với chính quyền cũng phải thường xuyên là chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống nhắc nhở và hướng dẫn. Và theo báo cáo của huyện Bắc Nạm, đến nay tổng đàn lợn có 43.000 con. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 17 thôn của 5 xã là Công Bằng, Bằng Thành, Xuân La, Nhân Loan, Giáo Hiệu với số lượng lợn ốm chết 804 con của 134 hộ. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi ở các xã trên. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch và tiến hành phun khử trùng tiêu độc chuồng trại. Tuy nhiên, do tập quán chăn nuôi của người dân chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán, gây khó khăn cho công tác phòng và khoanh vùng dập dịch. Một số địa phương thực hiện cấp lợn giống, thực hiện dự án không kiểm soát tốt, khiến dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn,
công tác tổ chức khoanh vùng dập dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn gặp rất nhiều khó khăn. Để hạn chế đến mức thấp nhất cái việc dịch bệnh xảy ra, và đặc biệt như hiện tại chúng tôi đang phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thì thứ nhất thì chúng tôi sẽ tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện các cái biện pháp chăn nuôi phải đảm bảo các cái yếu tố an toàn như là tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường, trong các sản phẩm thịt lợn, ở các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển. Bệnh hiện chưa có vaccine tiêm phòng và thuốc đặc trị, chủ yếu phòng là chính. Do vậy, các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Nẵm cần thực hiện triệt để các giải pháp phòng dịch để sớm chấm dứt loại dịch bệnh này, chuẩn bị cho việc tái đàn, phục vụ nguồn thực phẩm tại chỗ. Thưa quý vị khán giả, những ngày này xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới đang tập trung mọi nguồn lực để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm này. Trong đó, nhiều ngôi nhà mới đã và đang được đầu tư xây dựng, giúp vùng quê này đang đổi thay từng ngày. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng mà xã Thanh Thịnh đang nỗ lực hoàn thành, đáp ứng đủ 19 tiêu chí đặt ra. Hôm nay, gia đình ông Hà Đức Tăng ở Bản Nhuần chính thức hoàn thành việc sửa chữa và dọn vào ngôi nhà mới của mình. Càng vui hơn, hôm nay ông Tăng cũng đã được nhận đủ 30 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của văn phòng tỉnh ủy. Đây là số tiền rất quan trọng để gia đình ông sửa chữa, kiên cố ngôi nhà mà trước đây nó vốn rất ọp ẹp, sụt nát mỗi khi mưa nắng. Tôi được nhà nước, đảng và nhà nước thì lo cho 30 triệu. Cho 30 triệu gia đình đã sửa chữa được cái mái tôn mới này bằng xốp. Với lại sửa chữa được hai đồ hồi, với lại xung quanh ở sau nhà là quét vôi lại toàn bộ. Thế gia đình phải nói là rất cảm ơn đảng và nhà nước đã lo cho gia đình. Mặc dù chưa được nhận tiền hỗ trợ về xóa nhà tranh che rột nát, nhưng hiện nay gia đình anh Hà Thế Khiêm ở Bản Nhuần cũng đã quyết tâm xây dựng một ngôi nhà mới khang trang. Theo thông báo của xã, đối tượng như gia đình anh cũng sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Số tiền này sẽ giúp anh mua đủ số gạch cho ngôi nhà gần 100m2, và đây cũng là số tiền rất ý nghĩa, đặc biệt là với những đôi vợ chồng trẻ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình anh. Nói chung là từ trước đây là gia đình tôi cũng rất khó khăn, và bây giờ có các chương trình hỗ trợ của các ngành, ban ngành, nhà nước thì gia đình cũng cố gắng và làm được một ngôi nhà. Cũng mong muốn là các cấp chính quyền cũng cố gắng tạo điều kiện sớm và cho gia đình được hoàn thiện được ngôi nhà sớm hơn. Để đạt tiêu chí về nhà ở, xã Thanh Thịnh có trên 60 căn nhà cần sửa chữa và làm mới. Đến nay, bằng nguồn vốn xã hội hóa, đã có khoảng 20 ngôi nhà được bố trí vốn và triển khai xây dựng. Những ngôi nhà còn lại đang được xã tiếp tục vận động bằng nguồn xã hội hóa của tỉnh, của huyện và của xã Thanh Thịnh. Theo ông Tạ Hữu Thung, Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, đến thời điểm này cơ bản các ngôi nhà đã xác định được đơn vị tài trợ. Tuy nhiên, cái khó với xã hiện nay là kinh phí chưa về đến địa phương. Vì vậy, khi người dân chưa được giải ngân, nên vẫn có những hộ còn chần chừ chưa khởi công xây dựng. Từ nay đến hết năm thì còn hơn 2 tháng nữa thôi. Tuy nhiên là đối với lại cái nhà xã hội hóa, đặc biệt là nhà xã hội hóa, hiện nay địa phương là còn 46 nhà, trong đó là có cả xây mới và sửa chữa. Thì hiện nay cái nguồn kinh phí rất khó khăn, bởi vì nguồn từ xã hội hóa thì báo cáo các đồng chí là cũng đi vận động để các cơ quan doanh nghiệp rồi là đóng trên địa bàn hỗ trợ. Tuy nhiên là hiện nay cũng rất là khó khăn, mà tiến độ như vậy thì là cũng đối với địa phương rất là khó bởi vì phụ thuộc cái nguồn kinh phí. Đến nay, xã Thanh Thịnh mới đạt 10 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới, trong đó nhiều tiêu chí cần nguồn lực đầu tư như việc xóa nhà tạm. Chính vì vậy, dù là nguồn xã hội hóa hay nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cũng cần được giải ngân sớm. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.